Xin chào quý vị các bạn thân mến, rất hân hạnh được gặp lại quý vị các bạn trong video clip này. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn cách chọn thuốc kháng sinh, chọn thuốc nội hay là thuốc ngoại để điều trị hiệu quả. Ok, khi mà các bạn chọn, nói với tôi là chọn thuốc nội hay thuốc ngoại để điều trị hiệu quả thì cái đấy nó không quan trọng. 12 năm trải nghiệm của Xuân Thịnh tôi, thuốc nội và thuốc ngoại hiệu quả như nhau. Bạn đừng quan tâm đến việc là chọn thuốc nội hay thuốc ngoại, mà bạn hãy quan tâm đến việc là kết quả của quá trình điều trị bệnh, kết quả của cái phác đồ điều trị bệnh nó có hiệu quả hay không. Nên là đừng có hỏi là chọn thuốc nội hay thuốc ngoại, mà quan trọng nhất điểm kiểm tra của chúng ta đó chính là khỏi bệnh. Chỉ cần khỏi bệnh là được, còn thuốc nội thuốc ngoại không quan trọng. Và 12 năm nay tôi dùng cả thuốc nội thuốc ngoại rồi, tôi thấy chỉ cần các bạn làm đúng đủ đều thôi thì nó đều giống nhau hết. Thì chọn thuốc nội thuốc ngoại là không quan trọng bằng việc là kết quả của quá trình điều trị bệnh. Mà để mà kết quả của quá trình điều trị bệnh thì nó cần 5 yếu tố như sau. Số 1, nó là phải là đúng bệnh. Đúng bệnh tức là cần chú ý thêm những bệnh ghép. Điều số 2 là phải đúng thuốc. Đúng thuốc có nghĩa là các bạn chọn đúng cái tên thuốc mà điều trị cái bệnh ghép hoặc bệnh trên vật nuôi đấy. Và quan trọng nhất ấy là cái hàm lượng thuốc nó phải chuẩn. Đừng có mua của những cái công ty vỏ nói một đằng luôn lại xăng một nẻo thì các bạn sẽ chữa thất bại. Và nếu các bạn tin tưởng những công ty tuyệt vời thì các bạn phải trải nghiệm nó, làm liên tục nó thì các bạn mới biết thuốc nào tốt, thuốc nào xấu. Còn bên công ty đưa ra thị trường cái sản phẩm của Big Bob và Gia Khánh được cực kỳ đỉnh cao và không khách hàng nào phàn nàn cả. Điều số 3 đó chính là đúng thời gian. Điều số 4 đúng liệu trình. Và quan trọng nhất đó chính là đường đưa thuốc, phải đưa được thuốc vào vật nuôi. Khi con vật nó ốm, nó không ăn, nó không uống được, các bạn trộn thuốc và cám vô tác dụng. Nên là phải tiêm, phải truyền, phải một làm một điều gì đấy để đưa được thuốc vào người con vật. Và để mà phân biệt một bác sĩ thú y hoặc là một người giỏi và không giỏi, chúng ta phân biệt như sau. Việc đầu tiên là không có người nào dốt cả, chỉ có những người không làm thôi. Không làm thì nó không có kết quả. Và tất cả những ông đang phàn nàn phán xét ở ngoài kia, đa số là các ông không làm, các ông không có trải nghiệm, nên là mới chửi bới như thế. Còn tất cả những ông nào cũng làm có kết quả, đúng hay sai, thất bại hay thành công, nó đều là kết quả hết, thì những ông đấy mới là người giỏi. Và để mà phân biệt giỏi và không giỏi, nó chỉ có quan trọng nhất, đó chính là số lần lặp lại. Làm liên tục, làm đi làm lại, làm đi làm lại. Công thức của nó là 240 lần, 240 lần hoặc là 40 lần làm đi làm lại. Số lần lặp lại nó sẽ quyết định bạn giỏi hoặc là không giỏi. Thế nên công thức để mà trở nên tuyệt vời hơn, đó chính là số lần bạn lặp lại, bạn sẽ trở thành con người giỏi, trở thành chuyên gia. Và tôi khẳng định với các anh em, 12 năm nay tôi làm rất nhiều, số lần lặp lại của tôi rất nhiều, nên là tôi là một chuyên gia và tôi thực sự là một người giỏi. Để mà trở thành một người giỏi, các bạn cứ làm liên tục, làm đi làm lại, làm đi làm lại. Sai thì sửa, chữa thì đẻ. Thất bại là mẹ của thành công. Và để mà thành công thì phải có thất bại. Anh hùng thì bắt đầu từ thảm họa, nên là các bạn phải làm nó mới có kết quả. Còn ông nào không làm không bao giờ có kết quả.